Khi Hiệp định Geneva về Việt Nam ấy, hai bên mới chia cắt làm đôi. Thế thỏa thuận là sau 2 năm thì là thống nhất đất nước, là tuyển tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Thế nhưng mà không có được cái đó. Lúc bây giờ là năm 64, tháng mùng 5 tháng 8 năm 64 là không quân Mỹ đã đánh phá Vịnh Bắc Bộ và uy hiếp một số những cái tỉnh của miền Bắc Việt Nam rồi. Thì lúc bây giờ là thanh niên, cái thế hệ các bác lúc bây thì sôi sục lắm. Thế là các bác mới rủ nhau là viết đơn tình nguyện đi đi lính bằng máu của mình. Thế là đưa lên trên thành phố. Thế là ông thành phố ông gọi luôn. Vào lính một cái thì cái ngày đầu tiên mà lên đơn vị thì là chỗ chân đền Hùng bây giờ đấy ở Phú Thọ. Thì lúc bây giờ bác là một thời đó bác là một thanh niên thì về tầm cao thì cũng vừa vừa để vừa đủ, về sức khỏe cũng vừa đủ. Thế là đứng đứng xếp hàng một cái thì cái ông quân lực ông bảo đồng chí kia về bên này, đồng chí kia về bên này. Ông nhấc một lô 30 bạn Hà Nội vào, ông tuyên bố các đồng chí vào công binh. Mà các bác không hiểu công binh nó là cái gì. Thế thì khi mà vào được cái đơn vị công binh rồi thì của biên chế vào trung đoàn 88 ấy, mỗi được phát mỗi anh một khẩu súng này, ba lô này, một cái cuốc chim, một cái xẻng con. Tập lăn lê bò tài thì không nói rồi, nhưng mà tập về chuyên môn nên là thì là có những cái ngày mà các bác đi chặt nứa vất vả lắm, sau đó lại lôi nứa từ ở rừng đi xuống sông để liên kết làm thành thành bè thành mảng cầu phao để đưa bộ đội. Thế rồi lại còn học về phá bom mìn, rồi liên kết các hạt nổ vào những cái khối thuốc nổ thì hoàn toàn là những cái động tác rất nguy hiểm. Thế sau 6 tháng huấn luyện ấy thì là không quân Mỹ nó đánh, nó phá hoại cái đường sắt Hạ Hòa Chí Chủ là ở ở Phú Thọ lên Tuyên Quang đấy. Thì nó toàn đánh những cái quả bom nổ chậm thôi, hẹn giờ đấy. Thế là đơn vị bác phải đi phá. Mà có những cái lúc mà đào xuống sâu đến 6-7 mét vẫn chưa thấy. Có những cái hút bom đến độ 14 mét thì mới thấy. Thì có những cái quả thì là chỉ là bom hẹn giờ bình thường thì là các bác tháo luôn. Thế nhưng mà có những quả nó lại là điện tử. Nó khi đào thấy nó có những cái đèn cái xanh đỏ tím vàng nó cứ bật, mà rồi có những quả không làm thế nào mà tìm hiểu được là phải làm thế nào, đành phải đưa bộc phá xuống dưới bụng nó, xong cái là dòng dây lên cách độ 100 mét ngồi xuống hầm, xong lúc bây giờ bắt đầu mới điểm hỏa để nó nổ phá. Mà thì là những cái kỷ niệm là rất là ghê. Thế rồi đến khi vào đến Tây Nguyên thì các bác phải làm đường mòn Hồ Chí Minh đấy, cứ đơn vị của bác là phải đi đầu và các bác đi là cứ thế làm đường, chặt chặt cây ở đường, chỗ nào cần bác cầu thì bác cầu luôn, tức là cho y tế đấy, để nhỡ có thương binh thì họ còn có cái chỗ thì mình về nghỉ ngơi cũng không có hầm, coi như cứ mắc võng khơi khơi ở trên đất ấy. Nghĩ bộ bom đạn mà nó bắn đến thì mình chết thôi, bởi vì mình còn thì giờ đâu để mà mình đào hầm cho mình nữa. Và chính những cái lúc đó mà
trong bác vẫn có một cái thích là mình sẽ phải ghi những cái hình ảnh này để làm nhật ký, thì bác ghi. Bác có những cái quyển sách mang từ ở ngoài Bắc vào, thì phần lớn về sau này là bác vẽ theo trí nhớ, cũng như là vẽ cô Y Sao đấy, là chỉ huy một cái đội du kích ở Kon Tum. Thì cái lúc mà các bác hành quân vào đến Kon Tum ấy, thì cô là đại diện cho cái lực lượng vũ trang ở đấy, là dẫn đường cho các bác vào các cái nơi nghỉ ngơi. Đấy, tả cái dáng đầu tiên là nghiêng thì cũng chưa đạt được yêu cầu, xong rồi bác vẽ luôn một cái dáng đứng. Thế thì bác thấy một phần nào đấy lột tả được cái khí phách của người con gái Tây Nguyên. Chính là cái bức tranh này bác không phải vẽ ngay ngay tại trận, mà bác về nhà bác mới vẽ được.